Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mạng Studio. Nếu các bạn là người mới thì mình là Quang, aka giáo sư Mạng. Ở cái video này thì mình sẽ đưa ra 5 lý do để cho các bạn nên chọn mua chiếc HP Omen 2020 chính hãng tại Việt Nam. Đây đang là dòng máy rất thành công trên thế giới bởi những cái thay đổi hoàn toàn mới về cả thiết kế lẫn cấu hình. Các bạn nghĩ sao về video này? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thiết kế là điểm đầu tiên các bạn cần quan tâm. Bỏ qua cái sự góc cạnh và hầm hố của những phiên bản trước, Omen 2020 mang trong mình một thiết kế vô cùng vuông vắn và lịch sự, rất thích hợp cho các bạn mang đi làm, đi học, đi họp mà không gây sự chú ý của những người xung quanh. Bản lề mở bằng một tay ra tới tận 180 độ và khi mở ra thì wow, chiếc máy gaming của chúng ta đây rồi. Ở trên nắp máy cũng không còn là hình mặt đỏ giận dữ, đặc trưng nữa mà thay vào đó là logo vuông vắn, màu gradient cực kỳ trẻ trung và trendy. Thiết kế. Cấu hình ý là điểm mà tôi băn khoăn nhất khi sử dụng chiếc máy này. Không giống như phiên bản sách tay đang được nhiều bạn lựa chọn thì Omen 2020 chính hãng lại sử dụng là CPU Intel Core i7-1750H cùng với RTX 3060, RAM 16GB kênh đôi cùng với SSD NVMe 1TB. i7 vào cái thời điểm này chắc chắn không phải là CPU mạnh nhất nhưng nó lại cực kỳ ổn định và mang lại cái sự tương thích phần mềm tuyệt vời. Nói gì thì nói, dùng Intel cảm giác vẫn yên tâm hơn. Kiểm tra hiệu suất với phần mềm BaleMark TimeSpy đạt 6.168 điểm, nhiệt độ của CPU và GPU trung bình khoảng 70 độ. Đặc biệt thì i7-1750H trên chiếc máy này được cấu hình để chạy ổn định tới 90W, gấp đôi mức 45W phổ thông. Cấu hình thì tạm cho là ok. Tản nhiệt, các bạn đang chờ đoạn này đúng không? Nói thật là tôi cũng rất tò mò về cái phần tản nhiệt của Omen 2020 chính hãng. Và nói thật tôi hoàn toàn hài lòng, chỉ một chữ duy nhất thôi, mát. Lật đài máy lên tôi dễ dàng nhìn thấy hai quả tản nhiệt lớn cùng với ống dẫn nhiệt to bản, cảm giác rất là sôi thịt. Lưới tản nhiệt cực kỳ thông thoáng cùng tận 3 đường thoát nhiệt to bản cũng cực thoáng, đảm bảo airflow hoàn toàn thông suốt khi máy hoạt động. Hệ thống tản nhiệt có thể điều khiển bằng tay hoàn toàn thông qua ứng dụng Omen Command Center. Chúng ta có cấu hình, hai cấu hình cân bằng và hiệu suất. Trong mỗi cấu hình đều có thể tùy chỉnh được tốc độ quạt ở phần quản lý tản nhiệt. Rất đồng ý đối với cái phần tản nhiệt của Omen. Một like nữa. Ok, và cuối cùng bây giờ là trải nghiệm dùng. Với màn hình thì độ phân giải chỉ là Full HD nhưng có tần số quét khủng lên tới tận 300Hz cùng với thời gian phản hồi chỉ là 3ms, hiển thị mượt mà sắc nét. Dùng để chơi game thì tuyệt vời, không thể tìm được điểm nào để chê luôn. Tấm nền sử dụng có độ sáng lên tới 300 nit và giải phủ màu đạt tới 100% sRGB, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung và hiển thị chính xác. Màn hình thì chắc chắn luôn, một like nữa rồi. Bàn phím có hành trình sâu, ngẩy, bấm êm, không bị hiện tượng flake khi mà tác động lực mạnh. Cổng kết nối cũng là điểm cộng khi mà chúng ta có tận 3 cổng USB-A, một cổng Thunderbolt 3, một cổng mini DP, một cổng HDMI 2.0 và một LAN 1GB đủ cho tất cả các thiết bị điện tử hiện tại. Đi kèm với HP Omen chính hãng là Windows 10 Home bản quyền và Microsoft Office 2019 Home Studio bản quyền. Đây chính là bộ phần mềm cực kỳ ổn định và được tin tưởng sử dụng trên toàn thế giới. Về điểm này thì trải nghiệm dùng mình không chắc chắn lắm nhưng mà thôi cũng cho một like vì cái sự đầy đủ của nó. Chốt lại, nhìn tổng thể thì Omen phiên bản 2020 chính hãng là một chiếc laptop toàn diện, đáp ứng tốt các nhu cầu về gaming lẫn văn phòng hiệu suất cao. Chế độ bảo hành của HP tại Việt Nam thì không có gì để chê cả. Tuy nhiên thì Mạng Studio chưa đánh giá cao hoàn toàn cái chiếc laptop này bởi vì nó vẫn có những cái phần chưa hoàn thiện. Có thể các bạn nghĩ là Mạng Studio đang hơi khó tính một chút, tuy nhiên thì Mạng nghĩ là cái phần đánh giá này nó rất là khách quan. Điểm đầu tiên đó chính là bàn phím. Bàn phím này là bàn phím LED đỏ, duy nhất một màu. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu ạ, duy nhất một màu dành cho cái chiếc laptop gaming cao cấp mấy chục triệu đồng. Hơi khó hiểu cho cái sự lựa chọn này của HP, tuy nhiên thì Mạng cũng không quan tâm lắm, chỉ cần là đèn bàn phím nó đủ sáng và bấm êm là ok rồi. Tiếp tục với màn hình, do HP Omen 2020 có thiết kế bàn phím hạ thấp so với phần chiếu nghỉ tay nên viền màn hình flake một chút khi đóng lại. Điểm này chủ yếu ảnh hưởng tới trải nghiệm cầm nắm nhưng nó vẫn là một điểm trừ. Cuối cùng thì Mạng chê nốt một cái điểm nhỏ thôi, đó chính là vỏ máy hơi bám vân tay một chút. Nếu mà các bạn là người hay ra mồ hôi tay thì sẽ nên chăm vệ sinh vỏ máy để đỡ mất mỹ quan. Vậy là hết video rồi. Các bạn nghĩ gì về HP Omen 2020 chính hãng nào? Hãy comment xuống bên dưới để bạn biết nhé. Nhớ là đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho Mạng Studio ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.